Bộ phim Không Thể Ôm Em. Tập 6, phần 2. Em vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Chị với ba, tại sao lại quản em nghiêm khắc như vậy? Thì ra, mọi người đều biết, biết em khác với mọi người. Thế nhưng lại luôn giấu em. Kết quả là chỉ có một mình em là không biết gì cả. Khi nhã, mọi người cũng là không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác, chỉ có bao nhiêu cơ hội để nói với em. Đặc biệt là chị. Chị là chị của em, chúng ta là người một nhà. Mọi người đã nói dối em hơn 10 năm. Đến bây giờ vẫn muốn tiếp tục giấu em, vẫn muốn tiếp tục lừa dối em sao? Không phải vậy đâu. Mọi người cũng là muốn bảo vệ em thôi mà. Muốn nói nhưng không thể nói ra. Sợ em nhớ lại chuyện ngày hôm đó, sợ lại dẫm lên vết xe đổ. Chị không muốn em rơi vào nguy hiểm. Chị đang nói gì? Ba vẫn luôn nhắc nhở, con người chỉ là mồi săn của chúng ta. Vậy nên mọi người không thể không giáo dục em như thế. Em không thể có tình cảm với con người được. Nếu một khi em nảy sinh tình cảm với con người, thì sẽ khó mà khống chế bản thân. Em, chính em đã hại chết bạn nhỏ đó sao? Cô bé đó không chết. Ba đã cứu sống cô bé. Nhưng em quả thực sẽ gây nguy hiểm cho sinh mạng con người. Không vì cái gì khác, bởi vì trái tim em. Nếu nghĩa là càng là người em quan tâm thì sẽ càng bị em hút năng lượng. Vậy Chí Hạo thì sao? Có phải nếu như nếu em tiếp tục gặp Chí Hạo thì sẽ uy hiếp mạng sống của anh ấy à? Chị, vậy sau này em mất trí nhớ, chuyện đó như thế nào? Thật ra chuyện đó vẫn chưa kết thúc. Kể từ sau sự cố ấy, càng ngày em càng trở nên khép kín, không tiếp tục hút năng lượng nữa. Tại sao mình lại là macaron? Mình là một con quái vật. Mình làm hại đến người khác. Cả một quãng thời gian em không hút năng lượng, trốn tránh con người. Sau đó đến tính mạng em cũng bị nguy hiểm. Sức khỏe của em ngày càng yếu. Chị chỉ có thể nhìn em ngày một yếu đi mà chẳng biết phải làm thế nào. Lần đầu tiên chị căm ghét thân phận ma cà rồng của mình. Nếu như chị là con người, chị có thể mang năng lượng tới cho em, có thể cứu được em. Sau đó đứa bé kia tỉnh lại, em cũng tỉnh lại một cách kỳ lạ. Nhưng những chuyện đã qua, em hoàn toàn không nhớ gì, cũng không nhớ tới cô bạn hôm đó. Chị sợ em nhớ lại ký ức ngày xưa rồi sẽ từ bỏ bản thân. Chị theo nghề bác sĩ tâm lý cũng là vì muốn bảo vệ em. Cố gắng không để em nhớ lại chuyện ngày trước. Thi Nhã, mọi người thật sự không còn cách nào khác, là muốn bảo vệ em nên mới lựa chọn giấu em. Đối với gia đình chúng ta, em chính là bảo vật vô giá. Mọi người không muốn trông thấy em với bộ dạng của ngày hôm đó nữa. Nếu em thật lòng với con người, rồi cuối cùng người đó cũng sẽ vì em mà rơi vào nguy hiểm. Em càng thật lòng với cậu ấy, càng yêu cậu ấy, rồi một ngày cậu ấy có thể sẽ chết chỉ vì một cái chạm tay của em. Vậy nên mọi người mới tách rời hai đứa. Chị, em có thể khống chế mà.
em có thể không chạm vào anh ấy, ở bên cạnh anh ấy, chỉ nhìn anh ấy thôi cũng được. Thi Nhã, em chỉ là muốn ở bên cạnh anh ấy mà thôi. Thi Nhã, nếu em thật sự muốn bảo vệ người đó thì không thể yêu người ta. Thi Nhã, em về rồi à? Anh đang đợi em sao? Anh cũng không biết lúc nào em sẽ về mà, đứng đây đợi em làm gì chứ? Vì không biết lúc nào em về nên anh mới đứng đợi em ở đây. Anh muốn nhìn thấy em. Sao mắt em đỏ vậy? Chắc là vì phơi nắng cả ngày trời nên bị hắt xì ấy mà. Mắt đỏ cũng không sao đâu. Vậy thì tốt. Em vừa chụp ảnh 3 ngày liền, giờ da đen xì đây này, đen lắm ý. Không sao đâu, vẫn rất đẹp mà. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Có lẽ từ lúc bắt đầu đã không nên gặp nhau. Lần đầu tiên tiếp xúc với anh ấy, thời khắc đó mình nên giả vờ như không biết gì, không nên gặp lại. Sao có thể không yêu chứ? Trái tim của mình đã không nghe theo lý trí, lúc nào cũng gắn ở chỗ Chí Hạo rồi. Mình thích anh ấy, trân trọng anh ấy. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian ở bên nhau, mình đã vô cùng đau khổ. Mình đã yêu Chí Hạo quá sâu đậm rồi. Còn 1 phút nữa. Xin chào quý vị khán giả, hoan nghênh quý vị đến với chương trình Không Cự Ly. Tôi là MC Mạnh Khiêm. Chủ đề tháng này của chúng ta là thần tượng thanh thiếu niên. Khách mời đến trường quay hôm nay là thần tượng nổi tiếng Simba. Bên cạnh đó một vị khách mời đẹp trai nữa cũng có mặt ở đây hôm nay. Mọi người có thấy lạ không? Anh ấy chính là tác giả của cuốn sách Ngăn Tủ Chưa Đóng, anh Khương Chí Hạo. Khương Chí Hạo bắt đầu viết sách từ hồi đại học. Các tác phẩm của anh luôn chiếm vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng. Trước đây luôn tò mò về anh ấy, vô cùng sôi nổi. Có người nói anh ấy là con gái, nếu không sao có thể viết được các tác phẩm tinh tế như thế. Cũng có người nói anh ấy là người lớn tuổi, nếu không sao có thể viết được những tình tiết phong phú như vậy. Hôm nay khi nhìn thấy anh ấy trong trường quay, tôi thực sự vô cùng kinh ngạc. Với ngoại hình như thế này, anh Chí Hạo hoàn toàn có thể trở thành một diễn viên. Các vị khán thính giả, xin chào mọi người. Trước đây, anh Khương Chí Hạo vẫn luôn duy trì hình tượng thần bí. Các độc giả đều mong nhìn thấy dung nhan thật của anh, nhưng chưa ai từng được như ý cả. Tại sao hôm nay anh đột nhiên xuất hiện tham gia phỏng vấn? Vì trước đây, tôi là người mắc bệnh cuồng sạch sẽ, thế nên không muốn giao lưu với người khác. Còn có chuyện vậy à? Sau đó làm thế nào mà anh khắc phục được?
Vì tôi đã gặp được một người, cô ấy giúp đỡ tôi chữa khỏi bệnh cuồng sạch sẽ cho tôi, khiến tôi có thể sống như một người bình thường. Đồng thời cô ấy cũng là nguồn cảm hứng cho tôi viết sách. Dưới sự ảnh hưởng của cô ấy, tôi mới đồng ý đến đây tham gia phỏng vấn. Cứ như vậy từng bước một. Tôi nghĩ khán giả trường quay và khán giả đang theo dõi màn hình chắc là tan nát trái tim rồi. Rốt cuộc đó là người con gái như thế nào đã thu phục được trái tim của anh Khương? Mình phải đối mặt với Chí Hạo thế nào đây? Thế giới vẫn như cũ, chỉ có mình là thay đổi thôi. Đi thôi. Thi Nhã, em còn nhớ chỗ này không? Nhớ chứ. Lúc trước chúng ta từng hẹn hò ở đây. Miếng thịt bò đó vừa dai vừa không ngon. Sau đó anh mới phát hiện, hóa ra đây là tiệm mì Ý. Nên hôm nay anh đưa em tới đây. Lần hẹn hò trước tuy đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng vì là lần đầu tiên cho nên mới có sơ suất. Nhưng cũng may em đã rất hiểu cho anh. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng nhau uống rượu, lần đầu tiên đi du lịch, lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn nhau. Thi Nhã, anh thật sự cảm thấy rất may mắn vì gặp được em. Việc chụp hình hôm nọ thế nào rồi? Sao tự nhiên anh hỏi chuyện đó? Lúc trước không phải em nói có chuyện cần phải giải quyết sao? Thi Nhã, nếu em thật sự muốn bảo vệ người đó thì em không thể yêu anh ta. Thực ra thì em có thể nói mọi chuyện với anh. Anh có thể chia sẻ với em. Chí Hạo, em muốn đi vệ sinh một lát. Sao lại khó thế vậy? Căng thẳng tới mức không biết nên nói như thế nào. Nhưng mình cũng không tệ đấy chứ. Hôm nay mình nhất định phải thổ lộ tình cảm với cô ấy. Quả nhiên không thấy được. Mình có diễn thế nào cũng không thấy giả vờ như không có gì. Chí Hạo trân trọng mình như thế, còn mình chỉ ở bên cạnh anh ấy cũng cảm thấy rất sợ. Mình sợ một ngày nào đó sẽ không cẩn thận làm tổn thương anh ấy. Anh cứ nghĩ lần này đừng để thất bại nữa, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Thi Nhã, em sao vậy? Em mệt à? Có một chút. Em muốn về trước. Thi Nhã, có chỗ này, anh muốn đưa em tới đó. Ở đây đẹp thật. Em thích chỗ này. Vậy thì tốt quá rồi. Anh luôn muốn cùng em tới đây. Lúc nhỏ, anh và ba đã từng tới đây. Khung cảnh chốn này luôn nằm sâu trong ký ức của anh. Cho tới khi gặp được em lại khiến anh nhớ lại những ký ức đó.
Nghe nói ký ức của cá chỉ có 7 giây. Anh cứ luôn cảm thấy mình là một người không nhớ gì cả. Nhưng từ khi em xuất hiện, em dùng từng ký ức quý báu soi sáng anh. Bây giờ và mỗi một phút, một giây sau này, anh cũng muốn nhớ tới em. Thi Nhã, anh thật sự rất nhớ em. Nói ra cũng lạ, rõ ràng chúng ta là hàng xóm, nhưng anh vẫn nhớ em. Anh thường không ngừng nhìn điện thoại, nhìn cái ốp không sáng, khiến anh cảm thấy trong lòng trống trải. Và anh chợt nhận ra, những ngày tháng không có em, anh không chịu nổi. Rõ ràng là thời gian trước của anh chỉ quanh quẩn một mình. Nhưng có một ngày em xuất hiện, khuấy đảo cuộc sống của anh. Em đã trở thành một thói quen trong cuộc đời của anh. Công việc của anh là một mình, nhưng một ngày em bỗng xuất hiện, khiến anh cảm thấy có một thứ tình cảm gì đó rất tự nhiên. Thi Nhã, vì vậy rồi mày sẽ khiến anh ấy rơi vào nguy hiểm. Lý Thi Nhã, mày không có sức khống chế, mày sẽ giết anh ấy mất. Nếu mày càng yêu anh ấy thì sẽ có một ngày như thế, chỉ cần chạm vào anh ấy thì sẽ... Em xin lỗi. Thi Nhã, không được, cứ tiếp tục thế này mình sẽ không trụ nổi. Dù chỉ hy vọng ở bên anh ấy cũng chỉ là một khát vọng diễn dâng, cuối cùng sẽ giống chuyện hồi đó. Lý Thiên Nhã, chúng ta cần nói chuyện. Anh buông tay ra, đừng động vào em. Thi Nhã, anh vừa làm gì sai sao? Hay là vừa rồi anh làm như thế khiến em thấy có gánh nặng? Nói cho anh biết, chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Chí Hạo, chúng ta đừng ở bên nhau nữa. Chúng ta không thể tiếp tục nữa. Chia tay đi. Thi Nhã, em đang nói gì vậy? Bao khó khăn như thế chúng ta đều đã khắc phục, sao bây giờ lại nói chia tay? Bởi em thấy ghét anh rồi. Em nói như vậy anh vẫn chưa hiểu sao? Em thấy ghét anh rồi. Không, ngay từ khi bắt đầu em đã không thích anh. Em bắt đầu thấy phiền phức rồi. Nói thẳng ra là từ khi bắt đầu em chưa từng nghiêm túc với anh. Dù sao em cũng chỉ là kiểu con gái muốn bông đùa mà thôi. Thi Nhã, em không cần phải nói dối. Hãy nhìn vào mắt anh đi. Dáng vẻ của em, nét mặt của em lúc này, em nói em không thích anh nữa sao? Thi Nhã, dù cho em có nói thế nào, anh biết sự lo lắng của em. Anh biết em là ma cà rồng, nhưng có khó khăn gì chúng ta cùng nhau khắc phục, cùng nhau đối mặt, được không? Em xin lỗi. Chúng ta chia tay đi. Đừng đi theo em nữa. Chí Hạo, em đã làm anh tổn thương. Xin lỗi anh. Những ngày ở bên anh, em rất hạnh phúc. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, chúng ta ở bên nhau đầy ắp những kỷ niệm. Anh quá quý giá với em.
Vì vậy em không thể ở bên cạnh anh. Thi Nhã, em có ở trong đó không? Chúng ta nói chuyện được không? Chị Nhã, em hãy bình tĩnh có được không? Anh ấy nói anh ấy sẽ không buông tay em, nhưng em lại đẩy anh ấy ra. Anh ấy nhất định sẽ buồn lắm. Nhưng mà em biết, nếu như em ở cạnh anh ấy thì anh ấy sẽ rất nguy hiểm. Em thật sự rất buồn. Em phải làm sao đây? Làm sao đây? Bây giờ hai đứa chia tay là gì tốt cho cả hai? Đều tại chị. Tại chị không nói cho em sớm, để hai đứa quen nhau lâu như vậy. Xin lỗi em. Nhìn em như vậy chị cũng rất buồn. Hãy coi như là một giấc mơ. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Hãy để chúng ta quay về lúc ban đầu. Đừng nghĩ gì nữa có được không? Thi Nhã, em lâu quá không gặp Chí Hạo. Hôm nay tôi đến là muốn nói với cậu, sau này Thi Nhã sẽ không tới đây nữa. Chị nói cái gì? Hôm nay tôi đến lấy hành lý giúp Thi Nhã. Nguyên nhân là gì? Thi Nhã mỗi lần không liên lạc với tôi đều cho tôi biết một lý do. Tôi muốn gặp cô ấy. Có vài lời tôi phải nói rõ với cô ấy. Chí Hạo, cậu đừng lãng phí sức lực tìm con bé nữa. Càng sớm tha cho bản thân cậu thì cậu càng sớm được giải thoát. Chia tay không phải là chuyện thường gặp trong tình yêu sao? Hãy nghĩ thông suốt là được. Chẳng qua chỉ là một mối tình mà thôi. Vì là lần đầu nên mới buồn như vậy. Thời gian sẽ giúp cậu từ từ buông bỏ, từ từ chấp nhận. Gặp được người mới rồi có thể bắt đầu lại từ đầu. Sao có thể như thế? Thi Nhã đối với tôi quan trọng nhường nào? Chắc chị rất rõ. Giờ cô ấy có ở nhà không? Tôi sẽ tìm cô ấy. Chí Hạo, cậu đừng như vậy. Thi Nhã cũng rất buồn. Nhưng bây giờ cậu đối với con bé là một trách nhiệm rất lớn. Hãy chấp nhận hiện thực này đi. Tôi mãi mãi không bao giờ chấp nhận. Nói
我的失落不是靠宽容就能够解脱。你曾说不想有天让我知道你对他有那么好，你说会懂我的失落，不是靠宽容就能够解脱。我以为终究你会慢慢明白他的心不在你身上，我的关心你依然无动于衷，我的以为只是我以笑着原谅，原来你早就想好你要留在谁的身旁，我以为我够坚强却输得那么绝望，少给我一点希望，希望就不是